Trước khi bắt đầu thì em cũng nên giới thiệu là em đi của AVL và em tên là Bình. Em sẽ phụ trách phần phiên dịch của ông Lucio ngày hôm nay. Thì đầu tiên là ông CEO rất là to lên. Ông Lucio rất là cảm thấy rất là vui khi mà được trở lại Việt Nam lần thứ hai và hôm nay thì sẽ cố gắng là sẽ cho mọi người một buổi training nó rất là hiệu quả. Okay. So the seminar is divided in two days. Today I will make some demonstration about theory and some about system design. Tomorrow will be more practical measurement and so on, but even today we will do measurement. Buổi training thì sẽ chia được là 2 ngày. Ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ học về lý thuyết và đo lường. Ngày thứ tiếp theo, ngày mai thì chúng ta sẽ ra thực tế và sẽ nghe demo. Và tuy nhiên thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ học về cái căn chỉnh hệ thống. So we will start with talking about sound properties very quickly. So spend not more than 30 minutes about the physics of the sound because you have to understand what we are talking about. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về nguyên lý của âm thanh rất là cơ bản thôi. Then we will make some measurement in order to give you the opportunity to understand how, when, and what measurement are needed. Chúng ta sẽ đi đến tiếp là phần measurement, là phần đo lường âm thanh, để biết được là cách nào để đo và khi nào để đo và làm như thế nào. Thì gồm những là two là công cụ đo và các cấu hình. Then we will talk about line array design and behavior, and also subwoofer design and behavior. Chúng ta sẽ nói về line array thiết kế và cái cách vận hành của line array cũng như là cái loa sub. And in the afternoon we will design the systems that we will use tomorrow for the demo. Và buổi chiều chúng ta sẽ làm việc về việc thiết kế hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng cho ngày mai. So, I hope that is very useful for you because in the afternoon we will design the system that we will use tomorrow. Vì thế mà ông ấy cảm thấy rất là hữu dụng tại vì chúng ta buổi chiều chúng ta sẽ học về thiết kế hệ thống để mà áp dụng luôn vào ngày mai. Okay, to do this seminar, I will use some software. Be careful to the volume because I will use some software for measurement. I use Smart Live, and for system design, I use EaseFocus and RCF Shape Designer. So in the afternoon, we will speak in details about this software. Ông ấy sẽ dùng một số các phần mềm như là để đo lường thì ông sẽ dùng Smart Line và để thiết kế hệ thống thì ông sẽ dùng EaseFocus và RCF Shape Design. So let's start. In my opinion, this work is like to build a wall. Okay. So every brick in the wall is one steps that we have to do. It means that if we forget one brick, nothing of serious happen. But if we forget a lot of brick, the wall fall down, and the system sound badly. Về triết lý âm thanh thì nó sẽ như là một bức tường. Khi mà thiếu một viên gạch thì sẽ không sao, nhưng mà thiếu 10 viên gạch thì cái bức tường này nó sẽ đổ vỡ ngay lập tức. So there is not a magic trick. So that we can, okay, this is the secret. Apply the secret and the system is, oh, wonderful. It's not like this. This work is a lot of little things that we have to do and we have to know. Then we can reach the final result. Of course, good sound. Mà để đạt được âm thanh tốt thì chúng ta không phải là đơn giản mà chúng ta phải biết được rất là nhiều các thông số và các cấu hình, các cách căn chỉnh rất là tỉ mỉ thì mới đạt được cái âm thanh hiệu suất tốt nhất. Let's talking about the sound. We
found the sound in three different domains: analog domain, physical domain and digital domain. Về nguyên lý của các dạng của âm thanh thì chúng ta có chia ra các miền âm thanh, thì chúng ta có physical tức là miền âm thanh vật lý, tiếp theo là analog, tín hiệu analog, và digital là kỹ thuật số. Physical domain is air. So this is the medium, the air and the sound travel toward you using this physical domain, that is this gas, that is air. Và cái không gian truyền dẫn của âm thanh của vật lý thì là không khí. Chúng ta nói trong không khí và các hạt âm thanh sẽ truyền dẫn trong cái môi trường là air, là môi trường không khí. These is cables are analog domain. So the microphone translate the sound from the physical domain to the analog domain. Và tín hiệu của analog thì dùng cái phương tiện truyền dẫn là các cái dây. Khi mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ nói vào mic và cái dây nó sẽ chuyển tín hiệu để chuyển thành dạng âm thanh. Audio card translate the sound from the analog domain to the digital domain. So to use with the digital mixer, with the computer, with the software, we have to translate the sound from the analog domain to the digital domain. Các sound thì nó sẽ chuyển âm thanh từ tín hiệu analog sang tín hiệu kỹ thuật số. And this is the process in one direction. In the other direction, we make exactly the opposite. So we start from the digital domain, go to the analog domain with cables, and with the cables we go to the system, and the system will play. Một cách thứ hai là chúng ta sẽ đi từ tín hiệu kỹ thuật số sang analog, và analog sang loa, và hệ thống sẽ được khởi động một cách đấy. Sound is for, maybe this mic is not working very properly. You can can you the sound is produced by vibrating object, and this vibration produced a sensation to our ear. Nguyên lý nghe của cái tai của chúng ta ấy, thì là trong không khí thì các hạt vật lý nó sẽ chuyển động, và khi mà đến với tai chúng ta thì các bộ phận cảm nhận tai sẽ rung động, và từ đấy chúng ta sẽ có cảm giác và nghe. So when one speaker is moving, a sound wave is created. A sound wave is created. Khi mà cái loa nó hoạt động thì cái nó sẽ tạo ra cái tín hiệu, cái sóng âm. And you can see in this animation the sound waves that put in movement the air, so the medium that the sound used to travel. Trong này chúng ta có thể thấy là cái sóng âm nó sẽ đưa những cái hạt mang tín hiệu âm thanh đến trong cái môi trường không khí đến với tai chúng ta. So as you can see, there is no transport of particles. Okay. As you can see, there is movement of particles. As you can see, these red particles is move in this way. So it's a sort of daisy chain of compression and depression of the medium. The sound travel by doing a sort of compression and depression of the medium. This is the movement of the transducer. Cái hạt tín hiệu nó sẽ di chuyển bằng thông qua cái môi trường truyền dẫn, cái môi trường đấy nó sẽ ép vào hoặc nở ra để mà cái hạt âm thanh có thể di chuyển đến cái thiết bị tiếp nhận âm thanh, có thể là đối với người là tai nghe. So the most important things to understand is that there is not transport of particles. The particles stay more or less in the same position, and this is a daisy chain. It is a chain reaction. The transport of the sound is a chain reaction. And when there is a lot of wind, the particles are moving in
the direction of the wind. For this reason, when there is a lot of wind, the sound change a lot. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái hạt này nó không di chuyển từ đây sang điểm này sang điểm khác, mà nó sẽ đẩy nhau. Nó sẽ đẩy nhau mang tín hiệu đến cái điểm cần tiếp nhận âm thanh. What are the properties of the sound wave? We have the wavelength, because each sound waves has its own length. Chúng ta sẽ có đây là bước sóng, mỗi cái sóng âm thì sẽ có bước sóng riêng. And it is a length, so the unity of measure of the sound wave is the meter. Cái đại lượng đo của bước sóng là mét. It is really important to know that, for example, at 300 Hz, we have a sound wave long 1 meter long. At 20 Hz, we have a sound wave 17 meter long. So we are talking about sound wave very big and very small. Okay, chúng ta sẽ nói về cái sóng âm, cái bước sóng rất là to, cái bước sóng là to nhất và bước sóng nhỏ nhất. We have the amplitude of the sound wave that is related to the volume of the sound. Chúng ta có biên độ amplitude, nó sẽ liên quan đến cái âm lượng của cái sóng âm đấy. And we have the frequencies that are the cycle that the sound wave do for each second, that is measuring in Hertz. Chúng ta sẽ có tần số, frequency, và sẽ được đo từ Hertz. So basically we can express the properties of the sound wave in meters, talking about the length of the sound wave, in decibel, talking about the volume of the sound wave, and in Hertz, talking about the frequencies of the sound waves. Vậy thì chúng ta sẽ có ba đại lượng là m của là mét của lỗ bước sóng, biên độ thì là decibel và frequency là hertz. It is really important to take in account these properties, as we see in the following part of the seminar and also tomorrow when we will set up the system. Cả ba đại lượng này rất quan trọng cho việc đo lường để tạo ra âm thanh tốt và nó tương tác với nhau. Which part of the audio frequencies are related to our work? The part of audio frequencies that we can listen, of course. Và đây là một cái tần số mà chúng ta có thể nghe được, con người có thể nghe được. That are the sonic frequencies from 20 Hz, so 20 cycles per second, to 20,000 Hz, 20 kilohertz, that are 20,000 cycles per second. Con người có thể nghe được tần số từ 20 Hz đến 20 kilohertz. And this is the range of frequencies that we are involved to manage to set up our system, 20K. Okay. And these are the wavelength related at different frequencies. As you can see, at 20 Hz we have a sound wave of 17 meters. At 20 kilohertz we have a sound wave of 1.7 centimeters. Okay. So we are talking about very small sound wave towards very big sound wave. Đây là sự tương tác giữa tần số và bước sóng. Tần số 20 chúng ta có bước sóng là 17 mét. Tần số 20.000 Hz thì chúng ta có bước sóng 0.017 mét. Vì thế là chúng ta đang đề cập đến là khoảng cách của bước sóng từ rất ngắn đến rất là to, rất là rộng.